Thảo Hoa Lan Lạng Sơn xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Và cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề. Và ngoài những giống hoa phong lan thì gia đình em Thảo còn có vật tư phân thuốc. Anh chị em nào yêu mến những cái giống nào thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em Thảo nhé. Và số điện thoại của em Thảo có đây: 0965 495 087, 0363 929 228, 0848 626 228 là 3 số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị có kết nối này. Nhà em có rất nhiều những cái loại thuốc nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là gọi điện trực tiếp để đặt hàng nhà em nha. Đây là những cái chậu kiếm xanh Huế, hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Anh chị em có nhìn thấy đây là hàng lỗi lá trong quá trình vận chuyển. Đấy, rất là buồn khi mà nhà xe họ không để ý. Đấy, cây thì nó vẫn còn rất là xinh và em Thảo sẽ cắt và em bôi keo liền xẹo vào. Đấy, em sẽ cắt những cái phần dập và em bôi keo liền xẹo vào cho cả nhà nhé. Em Thảo bán thanh lý, bình thường em Thảo bán là 200 cho đến 250 đúng không ạ? Hôm nay em thanh lý với giá là 150.000 một chậu. Mua 2 chậu là 250 nhé cả nhà nhé. Em thanh lý giá rất là mềm luôn này, em bôi keo liền xẹo cho mọi người này. Đó, cây của nó khoảng tầm 20 cho đến 25 cm. Và người ta ví là nuôi một cây kiếm giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là đẻ nhanh này, khỏe nữa nên là chỉ 1 đến 2 năm thôi chúng ta sẽ được cho mình những chậu kiếm rất là to đấy ạ. Đó, đây là kiếm xanh Huế, hàng gieo hạt, em bán thanh lý 150, mua 2 chậu với giá là 250 một chậu nhé cả nhà nhé, một cặp nhé. Đó. Đây là 6 chậu cây ám Phú Thọ em Thảo gửi nhầm cho khách ở trong Quảng Bình nên là khi hàng hoàn về thì nó bị mất nước này. Đây là cây ám Phú Thọ hàng gieo hạt nhưng mà nó là hàng lá tre nhé cả nhà nhé. Đấy, cả nhà có nhìn thấy này. Đấy, xinh lắm. Cây nếu mà chúng ta có cây lá mít rồi thì chúng ta sưu tầm cho mình một cây lá tre này. Đó, lá tre này chuẩn lá tre luôn, rất là dài, rất là nhỏ và rất là xinh. Đấy. Cây lá tre này chơi thân lá cũng cực kỳ là đẹp này. Hơi bị mất nước một chút thôi, chúng ta để làm giống vẫn đẹp nhá. Em Thảo bán bình thường là 250 một chậu đi ạ. Hôm nay em Thảo bán với giá là 170 này, mua 2 chậu em Thảo bán 300. Đó. Xinh lắm này, cây này em đo cho nhà xem này, nó dài lắm. Cây lá tre này đẹp lắm. Đó. Và đây là cây HO đỏ này, HO đỏ thì có thể gọi là hàng va luôn đúng không ạ? Bởi vì là bông to, đậm, tím đậm này, hiếm có cái dòng phi điệp nào nó có cái mặt bông tím đậm này. Đó, và bây giờ chúng ta mua về để một là để làm giống này, nó đang mọc mầm gốc, hai là để ra xem hoa luôn đấy ạ. Đó, em Thảo bán cây này 180 nhá anh chị em nhá. Đấy, xinh lắm, ám lá tre với cái HO đỏ, anh chị em nào lấy cây nào thì có thể gọi điện cho em. Em bán thanh lý rồi nên là giá rất là mềm đấy ạ. Hôm nay nhà em Thảo còn có 4 khúc cáo hàng nguyên bản này. Đó, em sẽ bóc ra gửi cho cả nhà bởi vì là những cái khúc gỗ như này rất là nặng. Đó, mà bây giờ mới là giai đoạn đầu sinh trưởng thôi nên là chúng ta mua về thì cây nó không có ảnh hưởng gì luôn. Đó này, khúc số 1 này. Đây là xếp lưng này. Khúc số 2 cũng là một cây xếp lưng này. Đây là dáng hương đuôi cáo nhá. Khúc số 3 cũng là một cây xếp lưng này. Cũng cây này là 4 cặp lá này. Và khúc số 4 này, em Thảo bán 4 khúc này với giá 250, em Thảo bóc ra em gửi cho cả nhà nhé. Nếu mà tính ra mà 250 được một cái giò cùng như này cực kỳ là xinh luôn. Chúng ta về chúng ta thay giá thể vào là được. Giá hương đuôi cáo nhé, hoa nở vào tháng 5 tháng đến tháng 7 dương lịch hàng năm. Hôm nay nhà em Thảo có một vài chậu hạc vĩ, đây là hạc vĩ hoa trắng nhé cả nhà nhé. Nếu mà 2 năm trước anh chị em mua những cái chậu hạc vĩ nha, em Thảo đang cầm trên tay này không bao giờ dưới giá 1,2 triệu đi ạ. Anh chị em đã từng chơi thì đều biết. Đây là hàng của Thái, em đảm bảo với cả nhà nó chính là hoa của nó chuẩn hoa trắng như anh chị em có nhìn trên màn hình nhá. Đó, em còn có vài chậu một thân nên là em thanh lý. Cây của nó cao khoảng tầm 25 đến 30 cm đấy. Đó, có cây đã bật mầm gốc rồi. Em thanh lý với giá là 150 một chậu, mua 2 chậu là 250 nhá. Em thanh lý luôn. Đó, có mấy chậu em để nhập hàng mới. Đây là những cái chậu đai châu lá mít này, lá mít lá xếp hàng thân xanh ngọc rất là đẹp này. Đó, hôm vừa rồi em Thảo về 50 cây nhưng mà có một vài cây nó bị hơi bị lỗi này, cả nhà có nhìn thấy này. Nó bản lá của nó là 5 năm hơn này, với 6 cm nhá cả nhà nhá, nó bị hơi lỗi một chút thôi. Đó, em bình thường em bán là 650 một cây. Hôm nay em bán thanh lý với giá là 550 này, cả nhà có nhìn thấy nó hơi lỗi một tí thôi. Đó, 550 một chậu. Anh chị em nào mua 2 cây thì em tính 1 triệu nhá cả nhà nhá. Đó, số lượng em Thảo chỉ có 6 cây thôi nên là anh chị em nào yêu mến chúng ta quay sưu tầm nhé. Dòng này là dòng hàng cao cấp đấy ạ. Lá mít, lá xếp này. Đó, thân xanh ngọc rất là đẹp đấy ạ. Cái này là ghép vào lũa thì cực kỳ là xinh luôn. Đây này. Đó. Lá này, đó, 10 lá đến 12 lá. Lô số 1 thì gồm có 3 phần. Em Thảo bán là 250 gồm có này, hồng mỹ nhân, hồng yên thủy và di linh xuân. Thác bay này, nù tam bố, lộc bắc này. Easo này, Đắc Lây đúng không ạ? Những cái dòng em Thảo bán, em Thảo đã ghi ra từng tên rồi nên là anh chị em mua về chúng ta có thể để gây giống này. Đó, cây này hàng em Thảo gửi nhầm nhưng mà nó vẫn còn rất tươi tỉnh này.
Đó, 250 một lô. Đây là thanh lý số 1 gồm có 3 lô này. Tiếp theo, đây là thanh lý số 2. Thanh lý số 2 đây. Đó, đó chính là 6 cây Corat Koki. Em thả bán có 250 thôi này. Hàng lỗi lá trong quá trình vận chuyển này. Này, đó, anh chị em nào muốn làm giống thì chúng ta có thể mua về để chúng ta sưu tầm. Đấy. Và cái cây này thì em sẽ cho cả nhà xem. Đây chính là giò hoa lan Corat Koki của hoa lan Đố Nghĩa, 31 năm tuổi này. Hoa của nó rất là đẹp và nó là con lai rất là thành công giữa cừu bảo tiên và hoàng nhạn. Nên là cái cây này cho chúng ta một cái mặt bông cực kỳ là đẹp luôn. Nó là hàng lỗi lá trong quá trình vận chuyển thôi. Đó, anh chị em lấy hàng đẹp thì là... Đây ạ, hàng đẹp em thả bán là 130.000 một cây đấy ạ. Đó, em có 2 lô. Đó, 250 một lô. Hiện tại thì nhà em thả còn có 16 chậu cây phi đẹp thân thủ. Và khi nhắc đến dòng thân thủ thì anh chị em biết rồi đúng không ạ? Một dòng hoa có thể là chơi thân này, chơi lá, lá mít này. Đó, chơi thân thì thân mọc ú nu bằng cái ngón tay cái của em Thảo luôn này. Và cây cao nhất của nó có thể đạt được khi mà chúng ta chăm sóc tốt là 2m7 nha anh chị em nhá. Mặt bông thì rất là đẹp, đã sổ tại vừa rồi này. Đó, dòng thân thủ này anh chị em làm yêu mến chúng ta quay sưu tầm. Mỗi một chậu của nó gồm 1 đến 2 thân. Đó, chủ yếu là 1 thân thôi. Em thả bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Bình thường những chậu này là 370 cho đến 430 đấy ạ. Em thả bán với giá là 300.000 một chậu. Số lượng em có 16 cây. Đó, dành cho 16 cô chú anh chị yêu mến nhá. Thì em sẽ quay những cái dòng sơn thủy tiên của em này để cả nhà có nhìn thấy. Cái đợt vừa rồi thì em bán hết cáo rồi. Và bây giờ em sẽ bán đến sơn thủy tiên. Em bán thanh lý 150.000 một giò. Đấy, chưa bao giờ có giá này luôn đấy ạ. Cây về chúng ta chỉ việc treo thôi nhá anh chị em nhá. Đây là cây hàng rừng em thảo ghép đợt tháng 10 năm ngoái. Đó, đây. Và số lượng em thảo có khoảng tầm 50 giò. Đó, hôm vừa rồi có 120 giò nhưng mà bán được 70 giò rồi. Em thanh lý. Đấy, anh chị em nào yêu mến chúng ta quay sưu tầm một vài giò nhá. Em có thể gửi qua xe hoặc là gửi qua bưu điện cho cả nhà. Giá thể em trồng bằng vỏ thông ạ. Chỉ có 150 một giò thôi bởi vì em thanh lý, em chuyển qua làm hàng cây giống. Combo số 4 của nhà em Thảo gồm có này, hồng trời đánh này, phi điệp hồng thiên cung, phi điệp mắt châu hòa bình, phi điệp công chúa bạch tuyết và phi điệp nam kỳ trắng hà tĩnh. Đầu tiên, đây chính là cây hồng trời đánh này, cây từ 1 đến 2 thân. Nếu mà từ 1 thân thì nó cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm, 8 cm, còn nếu mà chúng ta lấy 2 thân thì nó sẽ thấp hơn, nó khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi. Đó, 5 cm. Cây đang rất là khỏe này. Và đây là cây hồng thiên cung này, cây cũng là từ 1 đến 2 thân. Một thân thì nó sẽ cao khoảng tầm 6-7-8 cm, còn 2 thân thì nó sẽ thấp hơn một chút là 5 cm thôi. Đó, tầm đấy đấy ạ. Có cây nó sẽ cao hơn một chút. Tiếp theo là mắt châu hòa bình này. Đó, cái cây mắt châu này thì cả nhà cũng biết rồi, đây là mặt bông mẹ của nó rất là đẹp nhé cả nhà nhé. Cây của nó cũng là 1 đến 2 thân, cây này chủ yếu là 2 thân là nhiều này. Cây cao khoảng tầm 5 cm, 6 cm. Đó, cũng có cây 1 thân nó sẽ cao hơn chút. Đó, đây là công chúa bạch tuyết này. Phi điệp công chúa bạch tuyết này là hàng gieo hạt. Đó, chủ yếu là 1 đến 2 thân, 1 thân thì nó sẽ cao hơn một chút là khoảng tầm 6 cho đến 7 cm, còn 2 thân nó sẽ cao khoảng tầm 5 cm. Đó, anh chị em muốn lấy mấy thân thì bảo em nhé. Và đây là cây phi điệp năm cánh trắng hà tĩnh. Đó, năm cánh trắng hà tĩnh này thì mặt bông mẹ như cả nhà nhìn thấy này, xinh lắm. Đó, một thân này nó sẽ cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm, còn hai thân nó cao khoảng tầm 5 cm thôi. Đó, đây là combo số 4, em thảo bán là 300.000. Bây giờ thì em thảo sẽ quay ở ngoài sân nhé. Có hòn hèo, phi điệp năm cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp năm cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp năm cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bảo 75.000, cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp năm cánh trắng hiển oanh đây ạ, 1 đến 2 thân. Và ra thì em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhé. Đây ạ, mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Đây ạ, 5 cây nhé. Combo số 1 gồm có là phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ cả nhà gọi nhìn trên màn hình hiện đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp năm cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa năm cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ?
Mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Tiếp theo cây phi điệp năm cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, năm cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp năm cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp năm cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này, đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo, combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy, hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình này đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Mắt đỏ Hòa Bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ Hòa Bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhòe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hậu. Đó. 60.000 một cây. Gồm có phi điệp hòn hèo này, phi điệp năm cái trắng phú thọ, phi điệp năm cái trắng hiển oanh hay gọi là HO đấy ạ. Và phi điệp năm cái trắng mắt xước và phi điệp năm cái mắt nai. Combo 1 em thảo bán 300.000. Rất là đẹp. Đây là combo số 2 này. Đó, 300.000. Hồng mỹ nhân, hồng yên thủy, phi điệp bảo bảo, phi điệp mắt đỏ Hòa Bình và hồng mẫu hậu đúng không ạ? Em vừa mới quay. Hôm nay nhà em Thảo vừa mới về thêm rất nhiều những giống phi điệp các vùng miền. Em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà nhé. Anh chị em nào yêu mến những cái dòng nào thì có thể gọi đi trực tiếp để đặt hàng với nhà em. Đầu tiên nù tam bố em Thảo bán 70.000 này. Cả nhà nhìn này, cây này, cây khoảng tầm 5 cm đó. Đây em đo cho cả nhà xem này. Đó, 5 cm rồi đó, 4 đến 5 cm. Nói chung là cây, nhìn cây nó khỏe lắm. Trồng bằng cái sơ dừa cả nhà nhé. Tiếp theo phi điệp thác bay này, đây của nó xinh quá luôn đấy ạ. Đó, phi điệp thác bay nhá, đây là hàng gieo hạt nha cả nhà nha. Ở bên trong này đây chính là phi điệp lộc bắc này. Đó, mặt bông của nó em sẽ cho cả nhà cho nó thấy ở bên cạnh luôn nhá. Đây này. Đó. Bên này là bệt Easo này. Đó. Đây ạ, bệt Easo 70.000. Và bên trong này đây ạ, nù 68. Ôi cây nù đẹp này. Nù này. Đó, nù 68. Bên này là cây phi điệp ma bó này. Phi điệp ma bó. Ở bên này là Di Linh Xuân này. Đây ạ. Đó, 70.000 Di Linh Xuân. Đây này, đây là thân tím giả hạc đắc lây này, 70.000 này. Bên này là bệt núi chúa này, 70.000. Sơ điện cánh mai này. Và trong 10 loại em Thảo vừa mới quay thì em Thảo sẽ lấy ra để làm combo nhá. Combo 10 loại em vừa mới quay thì em Thảo sẽ nói qua một lần nữa này. Đầu tiên trong combo 10 loại này đó có chính là sơn điện cánh mai này. Tiếp theo đó chính là nù tam bố này. Đó, và phi điệp ma bó này. Phi điệp nù 68 này. Phi điệp Easo này. Phi điệp thác bay này. Phi điệp lộc bắc này. Phi điệp đắc lây này. Phi điệp núi chúa này. Và phi điệp Di Linh Xuân. 10 loại này là 10 loại có mặt bông xinh đẹp như ạ. Mặt bông hàng gieo hạt với mặt bông mẹ rất là đẹp. Combo 10 loại cây phi điệp hôm nay em Thảo bán giảm giá với giá rất là mềm đấy ạ. Bình thường 10 chậu này đã là 700 đúng không nào? Hôm nay duy nhất những cây rất là tươi tỉnh này em Thảo bán với giá 300 cho anh chị em sưu tâm. Đó, duy nhất là 300.000 10 chậu này cây rất là tươi tỉnh đấy ạ. Đó, em Thảo sẽ... Đây là ở ngoài sân này. Đó, cả nhà các bạn nhìn thấy những cái giống cây phi điệp của em. Hồng xòe. Đó. Đây là cây 52 nhé cả nhà nhé. Ở bên ngoài này là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ cao hơn này. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây nhá. Phi điệp hồng xòe, hàng gieo hạt 75.000. Phi điệp năm cái trắng hải dương 75.000, hàng gieo hạt cũng là cây 52 nhá. Và cây của nó cao khoảng tầm từ 4 cho đến 5 cm cả nhà nhá. Đó, năm cái trắng hải dương.
Phi điệp cánh bầu hòa bình 75.000. Đấy ạ, cây của nó cao khoảng 4 đến 5 cm, có cây nó cao hơn một tí. Đó. Tầm 5 cm. Đó. Em bán 75.000. Hàng gieo hạt. Năm cánh trắng Nha Trang 75.000, đây cũng là cây. Đây, cây của nó cũng là cây 52 này, từ 1 đến 2 thân này. Đó. Mặt bông đẹp lắm. Đâu. Còn đây năm cánh trắng Lâm Sung. Năm cánh trắng Lâm Sung cũng hàng 52, cây đang mọc thân tơ này. Đó, em thả bán là 75.000. Tiếp theo năm cánh trắng Chumorai. Đó, hay gọi là năm cánh trắng Chumoiza đúng không ạ? Đó, rất là đẹp nhá. Cây này cũng là cây 52 này. Đó. Mọi người hay trêu nhau gọi là năm cánh trắng Chumoiza. Đó, 75.000, cũng là cây 52 này. Còn đây là ám Phú Thọ 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Khoảng tầm 4 đến 5 cm, hàng gieo hạt. Năm cánh ám Hòa Bình. Đó, cũng là cây 52 này. Đó, em cũng bán 75.000. Mặt bông như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp gái nhảy 75.000, cũng là cây 52 nha cả nhà nhá. Cây khoảng tầm 3 cho đến 4 cm, 4 cm, 5 cm rồi ạ. Đó. Tại vì là cây này nhá cả nhà nhá, nó đang mọc những cái thân tơ đấy, nên là nó cũng chưa cao lắm đâu, nhưng mà cây nó sẽ khỏe lắm. Đó, thích nghi môi trường rất là cao. Tiếp theo phi điệp Châu Như này. Đó, cây của nó cũng là cây 52. Đó. Đó, đây là nó là cái thân mẹ của nó, thân năm nhất của nó này. 75.000. Và em Thảo sẽ chia ra làm combo nhá. Combo này em gọi là combo may mắn. Gồm có hồng xòe, năm cánh trắng Hải Dương, phi điệp cánh bầu Hòa Bình, phi điệp năm cánh trắng Nha Trang, 1 đến 2 thân, 1 thân thôi. Năm cánh trắng Lâm Sung. Đó, combo này em Thảo bán, nếu mà mua theo combo là 250.000 một chợ. Một combo nhé, đây là combo may mắn này, 250 này. Tiếp theo đây là một combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đầu tiên gồm có Châu Như. Tiếp theo ạ, gáy nhảy là cây 52 rồi nha. Ám Phú Thọ. Năm cái trắng Chumoiza. Đấy, Chumorai. Năm cánh ám Hòa Bình. Đây là combo hạnh phúc em Thảo bán với giá là 250. Đó, đây cả nhà nhìn này. Đó, đây là ở ngoài sân nhá. Ngày hôm nay nhà em Thảo vừa mới về thêm cái dòng hoa nụ hòa bình đốt ngắn rất là đẹp. Như anh chị em có thể nhìn thấy, đây là hàng ươm ki nhá cả nhà nhá. Mặt bông chuẩn như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đây. Rất là đẹp này. Đấy, nhìn cây xinh chưa ạ? Hàng đốt ngắn, lá nhựa rất là đẹp. Đây là hàng sưu tầm rồi ạ. Đó. Em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu, gồm có hai thân rất là đẹp như thế này. Nó cao khoảng tầm 20 cho đến 25 30 cm thôi. Đó, xinh lắm, dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn, và mặt bông thì chuẩn như cả nhà đang nhìn đây. Đó, to bằng cái ngón tay của em luôn. Đó, hàng sưu tâm cho anh chị em nào yêu mến này. Nhà em Thảo có một cái dòng giống hoa phi điệp rất là đẹp ạ, công chúa Bạch Tuyết, cực kỳ là đẹp và dễ thương. Đây là mặt bông của nó, cả nhà có nhìn thấy này, mặt bông trắng tinh luôn, xinh lắm. Và như anh chị em có thể nhìn thấy đây này, hiện tại thì cây đã rụng lá chuẩn bị cho bông rồi. Đó, đây này, có cây đang có nụ rồi đấy ạ. Mỗi một chậu của nó gồm có hai thân. Đó, tới này hai thân, nên anh chị em có thể nhìn thấy. Đây này, đang mọc mầm này, có cây đang mọc mầm nhá, có cây thì chưa mọc đâu nha cả nhà nha. Đó, xinh cực chưa? Em Thảo bán với giá rất là mềm ạ, 230.000 một chậu này. Đó, mua 2 chậu em Thảo bán 450 nhá. Và bên này đây em Thảo có mấy chậu 3 thân đây. Chậu 3 thân này. Đó, chậu 3 thân này em Thảo bán với giá là 240.000, nhích lên 10.000 đúng không ạ? Đó, khi mà có 3 thân thì nó sẽ còn sau này mọi người sẽ bảo là có nhiều bông gốc hơn đúng không ạ? Đó. Và bên này có chậu 4 thân, 4 thân thì em Thảo bán 250 nha cả nhà nhá. 3 thân thì em Thảo có 3 chậu và 4 thân em Thảo cũng có 3 chậu trong nhóm này đây, em Thảo lựa ra này. Đó. Mua về thì chúng ta vừa làm giống và vừa để ngắm hoa luôn đấy ạ. Đẹp, rất là dễ thương này. Cây này tua tủa nụ luôn. Đây là những chậu cây phi điệp hồng ngọc này. Và phi điệp hồng ngọc thì anh chị em biết rồi đúng không ạ? Đó chính là quán quân năm 2020 tại cuộc thi Hoa Lan Thế Giới năm 2015. Và cái dòng hoa này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Có màu rất là nét này, đậm và đặc biệt là màu không bị nhòe, mắt xước rất là dễ thương. Đó, đây là một trong cái mặt bông có vẻ đẹp sắc sảo đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn. Mỗi một chậu của nó gồm 2 cho đến 3 thân. Đó, số lượng 3 thân thì không có nhiều, nhưng mà em Thảo sẽ lựa những cái chậu đẹp gửi cho cả nhà trước nhá. Em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu.
À, đây là 95 cây phi điệp 5 cái trắng Phú Thọ này, và cây phi điệp Hồng Mỹ Nhân và cây phi điệp 5 cái trắng Hiển Oanh, hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Em gửi nhầm cho một khách ở Hà Nội. Đó, em ghi nhầm địa chỉ nên là khách hàng đã hoàn về này. Đó, em Thảo sẽ bán giá thanh lý nhá. Cây nó rất là tươi tỉnh này, bởi vì đi có một ngày thôi. Đi có một ngày và quay lại là một ngày nữa là hai ngày, nên là cây của em đã dưỡng được 3 ngày rồi, nên là cây của nó này vẫn còn rất là xinh nhá. Cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Và những cái thân như này chúng ta sẽ không bứt đi đâu anh chị em nhá, để nuôi dưỡng thân tơ. Đó, bởi vì là trong hoa lan thì anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Em Thảo bán thanh lý là 40.000 một cây. Đó. Đây có gần 100 cây nhá, có 95 cây này. Cây của nó là 1 đến 2 thân nhá cả nhà nhá. Đó là cây 52 rồi nên là độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Mua 10 cây em Thảo tặng 1 cây nhá. Ngày hôm nay nhà em Thảo còn có 9 chậu ngọc trai đen hay gọi là thiên nga đen, một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng ở trên thế giới bởi màu đen huyền bí và tượng trưng cho sự vĩnh cửu đúng không ạ? Và cái dòng hoa này đã thuần tại Việt Nam của mình được gần 2 năm rồi, nên là các anh chị em ở trong Nam hoặc ngoài Bắc thì chúng ta đều có thể thuần được đấy ạ. Đó, hiện tại thì cây đáng rụng lá và mọc thân tơ rất là nhiều rồi. Đó, cây để cây làm giống thôi ạ. Đó. Đấy ạ. Hầu như là các cây đều đang mọc thân tơ. Em bán thanh lý, bình thường em Thảo bán 470 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán 390 thôi. Số lượng thì em có đúng có 9 chậu này nữa là em hết hàng sạch luôn. Là mãi đến tận tháng 7 thì nhà tháng 7 hoặc là tháng 8 âm lịch thì nhà em Thảo mới lại có hàng đấy ạ. Nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm luôn nhá. Và đây em còn có 1, 2, 3, còn có 6 cây hồng Yên Thủy. Và bên này là 2 cây này là hồng Mỹ Nhân này. Có 3 cây hồng Mỹ Nhân và 5 cây hồng Yên Thủy. Em bán thanh lý giá cực kỳ là mềm mại, bình thường những chậu này em đều bán là 250 đấy ạ. Em thanh lý là 170 này, mua 2 chậu em Thảo bán là 300 nhá. Đây, cây hiện tại đang mọc thân tơ rất là nhiều này. Đó. Em thanh lý nên là anh chị em nào yêu mến chúng ta quay sưu tầm. Vì nó là mùa xuân nên là đây là cây 52 rồi nên cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Đó, em giá thể trồng bằng vỏ thông thì anh chị em mua về nếu mà nó có hơi long góc một chút thì kiểu gì chúng ta vẫn thay giá thể mà. Nên là bây giờ mới là giai đoạn đầu sinh trưởng nên là nó không có vấn đề gì cả. Nó không hề ảnh hưởng đâu nhé cả nhà nhé. Video 6 mắt ngày hôm nay nhà em Thảo đã lại về này. Đó, cái dòng cây hàng ươm ki nên là hàng chuẩn bông cho cô chú anh chị sưu tâm. Và mắt thì nó chắc chắn nó sẽ ra 6 mắt, chỉ là mắt to hay mắt bé thôi nhá cả nhà nhá. Cũng giống như con người, có chị em mắt rất là đẹp, còn có người cũng chỉ mắt bình thường thôi đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó gồm có 1 đến 2 thân này, đó. Em Thảo bán là 315.000 một chậu, mua 2 chậu là 600 cả nhà nhá. Còn riêng dòng 1 thân thì em bán là 280 thôi, đó. Dòng 1 thân của 6 mắt là 280 này, 2 thân là 315. Và bên này đây, em Thảo có 4 chậu nó hơi đặc biệt một chút xíu là gồm có này, 2 chậu là gồm có 4 thân. Đó, em Thảo bán chỉ có 330 thôi nhá, nhích lên 15.000. Còn bên này có 2 chậu là 5 thân. Là em Thảo bán là 340, đó 340.000 một chậu nhá. Đó có 2 chậu là bằng này thôi. Đó. Chỉ là giá cao hơn 10 15.000 thôi đúng không ạ? 20.000. Đó. Nó nhiều. Phi điệp thân thủ hòa bình hàng cao cấp của nhà em Thảo này. Và cái dòng hoa này nếu mà anh chị em đã từng chơi thì đều biết đúng không ạ? Một cái thân thủ ở trên thị trường không bao giờ dưới giá 700 đâu ạ. Đó thì em sẽ nói qua một chút để cho anh chị em chưa biết đến dòng thân thủ nhá. Đó chính là cái thân của nó là có lá mít, lá xếp rất là đẹp này, bản lá to rất là đẹp luôn. Và nếu mà chúng ta chăm sóc tốt thì thân của nó có thể dài khoảng tầm 2m7 đấy ạ. Bây giờ hiện tại nó đã to bằng hơn cả ngón tay trỏ của em rồi. Đấy, em bán giao lưu với cả nhà. Đây cái chậu này bây giờ chúng ta đang trong quá trình thắt ngọn rụng lá chuẩn bị cho bông bói rồi. Và bên này đây thì em Thảo bán giao lưu ạ. Một thân thì em Thảo bán là 350. Và em có 7 chậu là 3 thân, em Thảo bán giá là 370, em nhích lên 20.000 thôi để giao lưu với cả nhà. Đấy, anh chị em đã từng chơi thì đều biết đúng không ạ? Cây này chơi lá, chơi thân thì cực kỳ là đẹp luôn ạ, không có dòng nào có thể sánh bằng luôn. Đó, xinh lắm. Đây là những cái chậu trầm 5 cánh trắng của nhà em Thảo này, đây là cây hàng chuẩn luôn đấy ạ, chuẩn 5 cánh trắng nhé cả nhà nhá. Những cái chậu như này, bình thường em Thảo toàn bán là 250 rồi ạ. Hôm nay duy nhất em thanh lý, em còn có đúng một cây này. Cây vẫn còn rất là tươi tỉnh và dễ thương này. Đó, cây đang trong quá trình sẽ tới này sẽ cho bông luôn đấy. Em Thảo bán thanh lý là 180 một chậu này. Rất là đẹp luôn. Cây cao khoảng tầm 15cm. Và bên này đây là những cái chậu cây phi điệp lá biên này. Lá biên phát tài của nhà em Thảo này. Dòng hoa được nhiều người, nhiều cô chú anh chị sưu tầm về để là thu hút may mắn và tài lộc không ạ? Đây là hàng để gây giống.
Nhưng cái chậu này bình thường em Thảo bán là 200.000, hôm nay thanh lý chỉ có 130 thôi. Anh chị em nào mua một cặp, một đôi thì là 250 nhá cả nhà nhá. Xinh lắm, giá thì chưa bao giờ có này luôn. Em chỉ còn có 9 cây thôi. Em thanh lý những cái hàng nào còn ít thì em sẽ thanh lý hết để em nhập những cái hàng mới về em bán cho. Ngày hôm nay em Thảo có những chậu trầm cửu long rất là đẹp và dễ thương. Và hiện tại thì cây đã rụng lá chuẩn bị cho bông rồi. Anh chị em có thể là mua về chúng ta làm giống này, và thứ hai là ngắm bông luôn nhá. Trầm cửu long là một những cái dòng trầm đẹp và nổi tiếng ở bên Đài Loan. Nếu mà anh chị em đã từng chơi thì đều biết là cái hoa của trầm cửu long rất là đẹp đúng không ạ? Cánh tím, họng đậm, bông to, nên là cái dòng trầm này đang được xem là một mặt bông cổ để chúng ta sưu tâm. Và chính vì nó đẹp như vậy nên là cái cây này được xem là tiêu chuẩn để đánh giá những vẻ đẹp cũng như là hương thơm của các dòng trầm khác đấy ạ. Và đồng thời thì nó cũng là cây tem để lai tạo ra những dòng giống trầm rất là đẹp nữa. Em Thảo có chậu một thân và chậu hai thân. Bình thường những chậu hai thân thì em Thảo để bán trên 300 đạ. Hôm nay duy nhất em Thảo bán giá bằng nhau, 1 đến 2 thân thì đều là 250 một chậu nhé anh chị em nhé. Hai chậu là 450. Thân thì số lượng em Thảo không có nhiều đâu nên là anh chị em mua nhanh thì sẽ còn ạ. Và chậu hai thân thì sau này tới này, đó, ngay bây giờ mùa xuân này thôi, nó sẽ mọc cho chúng ta là những cái mầm rất là đẹp đấy ạ. Mỗi thân người ta cho 1 đến 2 mầm rất là dễ. Hoàng nhạn là một dòng dáng hương cực kỳ được nhiều cô chú anh chị săn lùng để sưu tâm vì có mặt bông màu vàng nổi bật hơn so với những cái dòng dáng hương khác. Và hoa của nó có mùi hương thơm như là hương chanh được không ạ, cực kỳ là ngọt ngào. Lá của hoàng nhạn thì nó ngắn, cứng và xếp dày đối xứng hai bên, có giá trị thẩm mỹ cực kỳ là cao. Và mỗi một chậu của nó là 7 cặp lá trở lên nhé của gia đình em. Và đây là hàng cao cấp, hàng hoàng nhạn đột biến. Có hoa bình thường thì hoa của hoàng nhạn thì thường có màu vàng lưỡi tím đúng không ạ? Còn hoàng nhạn đột biến là hoa vàng lưỡi trắng rất là đẹp. Và số lượng thì gia đình em Thảo không có nhiều đâu ạ. Em sẽ đo cho cả nhà xem đây. Đó, em bán là 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000 nhé cả nhà nhé. Đây là hàng cao cấp của gia đình em và số lượng thì không có nhiều. 320.000 một chậu hoàng nhạn. Hương tam bảo sắc hàng đột biến của nhà em Thảo với mặt bông cả nhà đang nhìn đấy ạ. Cái dòng này thì em Thảo tìm lâu lắm rồi. Đó, và cái dòng này có giá trị kinh tế rất là cao đấy ạ. Em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Đó, dòng này thì em không có nhiều đâu, em chỉ có mấy cây thôi. Đó, anh chị em có điều kiện thì ta mua một đôi về. Một đôi em Thảo bán 450 nha anh chị em nhé. Đó, đẹp lắm. Cây này là dễ thuần nữa. Phi điệp 5 cái trắng lâm chung hàng lô đầu tiên trong năm của nhà em Thảo đấy ạ. Thân của nó xanh sạch rất là đẹp và dễ thương đấy ạ. Đó, cây đẹp lắm. Với mặt bông mẹ rất là đẹp như cả nhà đang nhìn trên màn hình. Đây chính là mặt bông mẹ của nó. Em đo cho cả nhà xem đây. Cây cao khoảng tầm từ 8 cho đến 12 cm. Mỗi một chậu của nó gồm có 3 thân. Và số lượng thì em Thảo không có nhiều rồi ạ. Đó, em lấy ra ngoài này quay cho nó có ánh sáng. Đấy, đẹp lắm luôn. Đây, đó, hiện tại thì cây đang mọc rất là nhiều những cái thân tơ nữa đấy ạ. Đó, em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu ạ. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tâm. Số lượng thì em Thảo không có nhiều rồi ạ. Đó, đây rất là đẹp luôn ạ, mặt bông mẹ cực kỳ là xinh luôn. Thân xanh sạch ạ. Điệp 5 cái trắng hiển oanh là một những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú chị yêu mến muốn sưu tầm đúng không ạ? Lô ngày hôm nay nhà em Thảo về đẹp lắm. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân, cây cao khoảng tầm 10 cho đến 12 cm này. Đó, anh chị em đã từng chơi hàng kia thì nhìn cái cây này sẽ giật mình đúng không ạ? Bởi vì nhìn rất là giống cây hàng kia luôn đấy ạ. Đó, anh chị em có nhìn thấy. Đó, em đo cho cả nhà xem này. Đó, từ 10 cho đến 12 cm, mỗi một chậu gồm có 2 thân. Đây ạ. Đó, xinh lắm luôn. Mặt bông mẹ rất là đẹp. Em Thảo bán với giá là 240.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhé cả nhà nhé. Cây đẹp lắm. Khi gửi thì em sẽ tháo cái giá này đi nhé cả nhà nhé. Cái giá sắt này đấy ạ, bởi vì gửi nó rất là công cây. Và đây là hàng những hàng em Thảo đóng chuẩn bị gửi cho cả nhà đây ạ. Rất là đẹp luôn. Phi điệp 5 cái trắng hải dương hàng gieo hạt của em với mặt bông mẹ rất là đẹp. Cả nhà đang nhìn trên màn hình đây ạ. À, mỗi một chậu của nó gồm có một thân và hiện tại thì rất là nhiều những cái thân tơ đang mọc lên này. Đấy, em Thảo bán với giá là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhá cả nhà nhá. Cái dòng này dòng một thân cao khoảng tầm từ 12 cho đến 14 cm. Đấy, em đo cho cả nhà xem này. Đó. Xinh lắm. 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400, một thân nhưng mà có nhiều thân con đang mọc lên này. Phi điệp 5 cánh trắng Nha Trang được rất nhiều anh chị em yêu mến và đây là hàng gieo hạt. Và hàng thì cây thân xanh lét luôn, cả nhà đang nhìn đây ạ. Đó, thân rất là xanh này và chuẩn bị cho bông rồi đấy. Và mỗi một chậu của nó không quá là cao đâu, cao khoảng tầm 30 cm thôi ạ. Và hiện tại thì cây đang bật mầm gốc rất là nhiều rồi, đây này cả nhà nhìn đến đây này. Đó, chúng ta vừa mua về để làm giống và vừa mua về để chúng ta chuẩn bị săn bông luôn rồi đấy ạ.
Đó, em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450. Đó, phi điệp năm cánh trắng Nha Trang. Đây là bản bông mẹ của nó rất là đẹp được không ạ? Và thân của nó là thân xanh sạch luôn. Đó. Tới này chúng ta xem bông luôn rồi đấy ạ. Hôm nay nhà em Thảo còn có 9 chậu đai châu đôi và đai châu lá bươn, lá xếp rất là đẹp nhá. Em Thảo sẽ bán với giá cực kỳ là mềm. Nếu mà anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu luôn, bởi vì hôm nay em giá bán giá cực kỳ là mềm để tri ân quý khách hàng luôn. Đó. Và trước khi quay thì em sẽ quay những cái dòng sơn thủy tiên của em này để cả nhà có nhìn thấy. Cái đợt vừa rồi thì em bán hết cáo rồi và bây giờ em sẽ bán đến sơn thủy tiên. Em bán thanh lý 150.000 một giò. Đấy, chưa bao giờ có giá này luôn đấy ạ. Cây về chúng ta chỉ việc treo thôi nhá anh chị em nhá. Đây là cây hàng rừng em Thảo ghép đợt tháng 10 năm ngoái. Đó, đây. Và số lượng em Thảo có khoảng tầm 50 giò. Đó, hôm vừa rồi có 120 giò nhưng mà bán được 70 giò rồi. Em thanh lý. Đấy, anh chị em nào yêu mến chúng ta quay sưu tầm một vài giò nhá. Em có thể gửi qua xe hoặc là gửi qua bưu điện cho cả nhà. Giá thể em trồng bằng vỏ thông ạ. Chỉ có 150 một giò thôi, bởi vì em thanh lý, em chuyển qua làm hàng cây giống nên là em muốn thanh lý hết những cái hàng rừng của em đi. Anh chị em nào yêu mến sưu tầm ạ. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cả nhà về từng chậu cây này nhá. Đai châu lá bươn được rất nhiều anh chị em mến đúng không ạ? Bởi vì cái dòng này là cái dòng khi mà nó lớn lên ý, nó càng lớn thì cái lá của nó càng dài và vòi hoa của nó cực kỳ là dài luôn. Anh chị em đã từng chơi dòng lá bươn thì đều biết đúng không ạ? Cây này là cây 3.1 này, 3.1 em Thảo bán với giá là 350. Đó, những cái chậu như này là không bao giờ có giá này luôn. Em bán thanh lý hết sạch luôn. Đó. Tiếp theo, một cây là 7 lá và một cây là 9 lá nhá. Đây là cây 3.1 này. Theo 3.2 em Thảo bán là 360 này. Cây này sẽ là gồm có một cây là 11 lá và một cây là 10 lá này. Đó, em có bán 360 thôi. Ở đây nó có một vết bớt nhưng không phải bị bệnh gì đâu nha cả nhà nha. Đó. 3.3 em Thảo bán 360 này, xinh chưa? Rất đẹp luôn. Cây này 7 với 9 lá. Đó, một cây là 7, một cây là 9 đều là màu đỏ này. Còn bên này chắc là màu cam này. Em Thảo bán với giá là 350. Đấy, chưa bao giờ có giá này luôn, em bán thanh lý hết luôn. Đây là cái dòng đai châu lá bươn này, cả nhìn thấy không ạ? Đấy. Cây vẫn rất đẹp luôn này, nhìn này. Cây này là 10 lá, em Thảo bán 400. Đấy, cây chưa bao giờ có giá này luôn nhá, cái dòng lá to như này ấy ạ. Anh chị em đã từng chơi dòng lá bươn thì biết, trước khi Tết ạ. Chúng ta mua những cái chậu này không bao giờ dưới giá 700. Đó, cái đợt vừa rồi em Thảo bán rất là nhiều. Đợt Tết thì anh chị em biết rồi. Chúng ta mua sau Tết này để làm giống thì nó sẽ mềm hơn. Đó, kể cả bên đây là hàng của Thái. Giờ chúng ta mua hàng rừng về ấy, chúng ta tự ghép ấy, thì một là nó sẽ bị mất nước và nó sẽ rụng lá, những cái lá gốc như này này. Thì cây của chúng ta nó trơ gốc, nó không được xinh lắm. Đó, nên là chúng ta mua những cái hàng này thà chơi ít nhưng mà nó đẹp thì chúng ta thà chơi hàng này đúng không ạ? Đó. 3.5 em Thảo bán là 350. Cây này rất là đẹp luôn này. Một cây là 11 lá và một cây là 10 lá. Đấy. Cây này nó bị xước đây một tí nhưng mà không có sao hết. Ở trên này nhìn cả thấy đâu. Đó. Xinh, cây là màu đỏ đấy, đỏ đỏ đậm luôn đó. Nhà bỏ quân tử luôn đấy ạ. Cây 3.7 này, 3.7 này em bán 420. Cây này cực kỳ là xuất sắc luôn này, nhìn này. Bản lá này, bản lá này ít nhất là 6 cm đã. Đẹp lắm này. Rất là đẹp. Đúng là 6 cm luôn. Em Thảo bán với giá là 420. Trời ơi, cây này mà có 420 thôi là xuất sắc luôn. Nói chung là cái châu hôm nay em bán cực kỳ là mềm luôn. Nên anh chị em nào chúng ta sưu tầm thì sẽ được đấy ạ. 3.6 này, 3.6 này em Thảo bán 370. 370 gồm có 2 cây. Đây là thân xanh này. Có khả năng sẽ đổ ra màu trắng, hồng cánh sen hoặc là màu cam. Đa châu này là vươn ra rồi võng xuống rất là đẹp nhá. Đây là hàng em Thảo tuyển chọn nên là mọi người yên tâm là dáng của nó rất là đẹp luôn. 5 cm này. Một cái là 6 lá, một cái là 8 lá, 370 thôi. Giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo một cây là bươn giá xếp nữa này. Cây này em Thảo bán là đây là cây 3.9 này. 3.9 này em Thảo bán 400. Xinh lắm. Này màu đỏ luôn. Rất đẹp. Cây này 12 lá nha cả nhà nha, có 400.000 thôi. Tiếp theo cây 3.10. Cây 3.10 này em Thảo cũng bán với giá là 400.000, rất đẹp luôn, cũng có 12 lá. 13 lá đấy, em Thảo đếm lại rồi. Và em Thảo còn có 3 chậu thiên nga đen này. Đó.
Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.